khởi nghiệp từ những ý tưởng nhỏ, áp dụng lộ trình phát triển bài bản, đẩy mạnh hoạt động doanh nghiệp đúng thời điểm. Và đây là lời khuyên dành cho các startup để có thể đưa được ý tưởng kinh doanh đạt hiệu quả theo mong muốn. Trong thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ, tiếp cận tới nhiều đối tượng, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, nhất là hoạt động khởi nghiệp trong giới trẻ hiện nay vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ phải được thiết kế phù hợp và thống nhất, thúc đẩy hơn nữa hoạt động này trong thời gian tới. Khởi nghiệp là bản thân mình đứng ra vận hành một doanh nghiệp, một công ty từ A đến Z, kể cả công việc điều hành nhân sự cũng như là điều khiển và quản lý cái nguồn vốn trong công ty. Khởi nghiệp khá là khó, bởi vì trước tiên muốn khởi nghiệp thì mình sẽ phải có cái kinh nghiệm về cái vấn đề, cái lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi. Và mình cũng phải xác định đấy là nó có phù hợp với nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường bây giờ không. Khởi nghiệp, trước tiên phải xác định ý tưởng và khát vọng. Ý tưởng là thứ cốt yếu để hình thành chiến lược khởi nghiệp, còn khát vọng là tinh thần để đương đầu với thử thách, vượt qua khó khăn. Song song với đó, trước khi đẩy mạnh những ý tưởng về quy mô lớn, các sinh viên nên có sự va chạm với thị trường, các mô hình kinh doanh, cách quản lý, phát sinh dòng tiền ở quy mô nhỏ. Có thể là các bạn trẻ hoặc các bạn sinh viên đi, hoặc là kể cả các nhà khoa học mà ở giai đoạn đầu muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình, thì cái nâng cao năng lực đấy nó đi vào cái câu chuyện là hiểu thị trường và kiểm chứng cái mô hình kinh doanh với thị trường. Ở cái bước đó thì họ có thể tham gia các chương trình training và coaching ở mức độ chưa cần tăng cường lắm, nhưng mà nó phải có người đồng hành và giám sát. Thế thì đến cái bước thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung vào những nhóm mà họ mong muốn làm sao để kiểm chứng và xây dựng được một mô hình kinh doanh phát triển bền vững. Trong quá trình hoạt động, Kids Startup cũng hướng tới các đơn vị khởi nghiệp chú trọng vào phát triển theo chiều sâu trước khi phát triển rộng mô hình kinh doanh, đánh giá sự thành công hay thất bại ban đầu để rút kinh nghiệm, chú trọng đến việc đẩy mạnh doanh nghiệp khi đã phát triển đến một mức độ hợp lý. Trong trường hợp doanh thu tăng ít, không tăng hay có chiều hướng đi xuống thì nên dừng, xem xét lại để hoàn thiện các bước lỗi của tiến trình. Thậm chí, nếu như mức độ phát triển của sản phẩm ở một mức mà không thể phát triển thêm, thì startup nên cân nhắc việc dừng lại.